Trong năm 2023, hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra sôi nổi. Thành phố đã cùng các doanh nghiệp tổ chức khoảng 20 chương trình lễ hội sự kiện đặc sắc tiêu biểu là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF, lễ hội tận hưởng mùa hè, lễ hội du lịch góp Đà Nẵng và giải góp phát triển châu Á BI3 Open Golf Championship Đà Nẵng 2023, cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng Menulai 2023. Đà Nẵng tiếp tục khai thác mô hình thí điểm bãi biển đêm Mỹ An, phố du lịch An Thượng, chợ đêm Sơn Trà, chợ đêm Helio, các show diễn truyền thống du ngoạn sông Hàn về đêm. Đặc biệt hoạt động cầu rồng phun lửa phun nước rất hấp dẫn du khách. Thành phố cũng đã khai trương hoạt động tuyến đường thủy nội địa CT15, Hòn Sụp, Bãi Đa, Bãi Nam. Các khu điểm du lịch cũng đã đầu tư nâng cấp làm mới sản phẩm. Với nhiều hoạt động hấp dẫn và mới lạ như vậy, đã gia tăng trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến với Đà Nẵng. Tôi nghĩ cảnh đêm Đà Nẵng rất đẹp vì cây cầu được thắp sáng. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh. Tôi đã đi du thuyền trên sông Hàn vào cuối tuần. Thật thú vị khi đi qua dưới cầu và xem cầu rồng phun lửa, phun nước từ trên thuyền. Tôi thấy Đà Nẵng rất sôi động là thành phố phải đến ít nhất một lần trong đời. Thương hiệu du lịch và sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng tiếp tục được minh chứng thông qua nhiều danh hiệu, giải thưởng quốc tế uy tín về du lịch cùng với sự yêu thích lựa chọn của du khách tôi đánh giá rất là cao về cái sự nỗ lực của du lịch Đà Nẵng trong suốt thời gian qua và nó, nó có thể là có thể khẳng định được là du lịch Đà Nẵng đã phục hồi gần như hoàn toàn gần như trước dịch. Sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị thành phố cùng với cộng đồng doanh nghiệp và nhất là sự chung tay của những người dân đã góp phần rất lớn trong việc khôi phục du lịch Đà Nẵng. Nhiều giải pháp mới đúng trọng tâm trọng điểm đã được triển khai một cách bài bản có hiệu quả thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái chiến lược đa dạng hóa thị trường, tìm kiếm những thị trường quốc tế mới và đặc biệt thì cái số lượng đường bay quốc tế khôi phục đến Đà Nẵng cũng tăng rất là nhanh chóng và hiện nay chúng tôi cũng có hàng ngày là khoảng 48 đến 60 chuyến bay quốc tế đến với thành phố. Điều này đã góp phần rất là quan trọng để thành phố Đà Nẵng có thể đón và phục vụ đa dạng các nguồn khách. Trong năm 2024, Đà Nẵng đặt mục tiêu khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt 8,42 triệu lượt, tăng hơn 13,8% so với năm 2023, gần bằng 105% so với năm 2019. Theo đó, Sở Du lịch thành phố sẽ triển khai các đề án kế hoạch trọng tâm của ngành, chuẩn bị sản phẩm du lịch, xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch, xúc tiến đường bay quốc tế, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng phục vụ, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, nâng cao quản lý nhà nước về du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, liên kết hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế và đảm bảo môi trường du lịch qua đó xây dựng đà nẵng là điểm đến du lịch hàng đầu trong nước và trong khu vực